đôi chân trần đi khắp muôn nơi, thầy chỉ ăn mỗi bữa một ngày, tay sư cầm một cái bình bát, không nhận tiền chỉ nhận đồ ăn. Không xưng thầy mà chỉ xưng con, kể đời ai thương ghét không màng. Đêm thì tìm nhà hoang vách đá, sống không màng danh lợi phồn hoa. Bao nhiêu người cùng kính yêu thương, kẻ thì sân si với xem thường. Không nhận tiền xàm ngôn không có, lý do gì ghét thầy người ơi. Tu bây giờ sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng, để kêu gọi cúng dường thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hâm he, nào là con xe xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng dường nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng, để kêu gọi cúng dường thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hâm he, nào là con xe xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng dường nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Một tăng ni đức tâm từ bi,
người hiền kẻ sân si cũng đều mong phúc già vẹn toàn, chẳng một câu oán than khổ hạnh nhân gian. Nhặt vài ven đường giáp ca xa hóa duyên độ kiếp chốn ta bà, dẫu bao chướng ngại tầm buông xa soi đường tranh pháp khắp gần xa, không màng lợi danh chốn bồn hoa, nhất tâm mười ba pháp đầu đà, không tham sân si không luyện ai, luôn từ bi chẳng ghét một ai, cơm ngày một bữa chẳng cần hơn, chúng sanh cầu phước đức vô lượng, nghe câu Nam Mô sao ấm áp, mong người vạn lý luôn bình an, đầu trần chân đất không thở than, nắng mưa bùa vây cũng không màng, đêm về nghĩa trang đầy lạnh lẽo, mong người thiên giữa chốn khổ liêu. Tay ôm bát, đôi bàn chân đã dần chai sạn, bộ hành khắp thế gian, một tăng ni đức tâm từ bi, người hiền kẻ sân si cũng đều mong phúc già vẹn toàn, chẳng một câu oán than khổ hạnh nhân gian. Nhặt vài ven đường giáp ta xa hóa duyên độ kiếp chốn ta bà, dẫu bao chướng ngại tầm buông xa soi đường tranh pháp khắp gần xa, không màng lợi danh chốn phồn hoa, nhất tâm mười ba pháp đầu đà, không tham sân si ca xa hóa duyên độ kiếp chốn ta bà, dẫu bao chướng ngại tầm buông xa soi đường tranh pháp khắp gần xa, không màng lợi danh chốn phồn hoa, nhất tâm mười ba pháp đầu đà, không tham sân si không luyện ai, luôn từ bi chẳng ghét một ai, cơm ngày một trang đầy lạnh lẽo, bóng người thiên giữa chốn khổ liêu.
sự minh tuệ và thích chân quang đều là sự nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sự minh tuệ ăn bữa cơm chay rồi lại đi rong ruổi một ngày, chỉ ngủ ngồi và hay hành khất, không nhân tiền chỉ nhận đồ cháy. Nhưng nghe rằng sự thích chân quang vẫn thường đi ăn uống đàng hoàng, thích cúng dường và ham vân chất, sự luôn ngồi sẽ hộp thật sáng. Sự minh tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không hận thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi nghe về sự thích chân quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà sẽ vật chất, đem vô chùa phước lành mình mang. Người ơi nhớ cho đời trần ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương vẫn quý, sống lòng lừa gánh nghiệp mình mang. Sự minh tuệ và thích chân quang đều là sự nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sự minh tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không hận thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Người ơi nhớ cho đời trần ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương vẫn quý, sống lòng lừa gánh nghiệp mình mang. Sống thật thà trời thương vẫn quý, sống lòng lừa gánh nghiệp mình mang. Con thương thầy cùng kính chân tu, bởi thầy tu đâu có cần chùa. Nơi nghĩa địa nhà hoang bò trống, gốc cây rừng thầy ngồi thiền tu. Đôi chân thầy đi khắp nhân gian, dọc từ Nam ra Bắc dân làng. Yêu mến thầy thành tâm thành ý, chắp tay quỳ cúng dường thầy ban. Bao sư thầy giờ cũng hoang mang, bởi tiền đâu vật chất bạc vàng. Xe hơi đẹp tiền tiêu ca két, chẳng như thầy tâm tình người ơi. Kiếp luân hồi thầy sống thanh cao, màu cà sa không giống bình thường. Khi thầy nhặt là manh vai rách, chắp y vào đắm thành cà sa.
tên của thầy bay khắp muôn nơi, từ Việt Nam ra đến nước ngoài. Mong cho thầy hành tu đạo pháp, sống dương trần thánh bậc chân tu. Cõi vô thường trong kiếp luân sinh, thầy của tôi yêu quý mọi người. Tâm thanh tịnh là viên ngọc quý, hãy trân trọng hỡi mọi người ơi. Con thương thầy cùng kính chân tu, bởi thầy tu đâu có cần chùa. Nơi nghĩa địa nhà hoang bò trống, gốc cây rừng thầy ngồi thiền tu. Đôi chân thầy đi khắp nhân gian, dọc từ Nam ra Bắc dân làng. Yêu mến thầy thành tâm chắp tay quỳ cúng dường thầy ban. Báo sư thầy giờ cũng hoang mang, bởi tiền đâu vật chất bạc vàng. Xe hơi đẹp tiền tiêu ca két, chẳng như thầy tấm tình người ơi. Kiếp luân hồi thầy sống thanh cao, màu cà sa không giống bình thường. Khi thầy nhặt làm anh vai rách, chắp y vào đắp thành cà sa. Tên của thầy bay khắp muôn nơi, từ Việt Nam ra đến nước ngoài. Mong cho thầy hành tu đạo pháp, sống dương trần thánh bậc chân tu. Thầy chỉ có nội cơ, chỉ tu đúng hạnh đầu đà, khiến cho mấy vị sư ta đổi lớp thần bông hoa thành ma. Thầy không có nhà xe, không phe, không phái, không gắn, không tranh, không ghét, không thù, chỉ mong được yên bình đế tu. Thầy không phải nhà sư, cũng không có nhận lì xì, cũng không có nhận phong bì, nhưng tấm lòng cao cả từ bi. Đừng có ghét thầy tôi, cũng nhờ ông mọi thứ phanh phui. Có ai đó tâm chưa tỉnh, khoác y chùa vẫn còn sân si. Phật
là ở tâm, Phật là ở tâm. Phật chúng ta hiền là cha mẹ, đi khoe tiền khoe của làm oai, để mẹ cha ăn củ ăn khoai, nghe sư lúa gà cúng dường là quá sai. Còn thầy của tôi nào phiền tới ai, ngày bữa cơm chẳng cần danh vọng, thế gian này ai giống vậy đâu. Đêm ngồi thiền dưới hang sâu, tu không toàn tính chẳng sanh hận đời, nặng lời chi với một người, luôn luôn tươi cười giấu người ghét ganh, thương người luôn dạy chúng sanh phải biết giữ giới để tu phước lành. Trần đi khắp muôn nơi, thấy chẳng ham cuộc sống danh lợi, cơm mỗi ngày thầy ăn một bữa, kiếp vô thường có gì phải lo. Bao nhiêu là tịnh tọc cơ theo, rồi đôi quần du túp cùng nhiều, kẻ thì cầm máy quay phong vân, cái ghi hình theo từng nhịp chân. Nhân dân thì cùng kéo ra xem, kẻ hò reo kẻ đứng người quỳ, xin mọi người đừng có làm thế, để cho thầy không phiền mà đi. Bao nhiêu người vẫn cứ sân si, hỏi thầy đi như thế được gì.
những nghiệp đời mỗi thân một khác, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Giữa muôn ngàn cuộc sống bon chen, thầy gạt đi bao nỗi muộn phiền, sống nhẹ nhàng chẳng ham vật chất, nhưng sao đời vẫn còn nhỏ nhen. Người xưa có câu, đời người ta cuộc sống vô thường, giữa dòng đời trần ai được mất, chẳng có gì những vạn người thương. Đôi chân trần đi khắp muôn nơi, thầy chẳng ham cuộc sống danh lợi, cơm mỗi ngày thầy ăn một bữa, kiếp vô thường có gì phải lo. Bao nhiêu là tịnh thọc cơ theo, rồi đôi quần du túc cùng nhiều, kẻ thì cầm máy quay phong vân, cái ghi hình theo từng nhịp chân. Nhân dân thì cùng kéo ra xem, kẻ hò reo kẻ đứng người quỳ, xin mọi người đừng có làm thế, để cho thầy không phiền mà đi. Bao nhiêu người vẫn cứ sân si, hỏi thầy đi như thế được gì, những nghiệp đời mỗi thân một khác, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Giữa muôn vàn cuộc sống bon chen, thầy gạt đi bao nỗi muộn phiền, sống nhẹ nhàng chẳng ham vật chất, nhưng sao đời vẫn còn nhỏ nhen.